chào các bác nhá. Làm video nhanh một chút, hướng dẫn các bác cái cách mở, cách gập cái nào này nhá. Không một số các bác mua bài hàng về rồi đem lên rừng mở ra chơi, xong bắt đầu lại cho lên lưng vác về, không gập được. Đấy, thì hướng dẫn cho các bác cái cách gập chi tiết nó rất đơn giản thôi. Nha các bác xem kỹ nhá. Thế còn cái nào như nào tôi đã giới thiệu kỹ rồi. Giờ tôi chỉ hướng dẫn các bác cách gập thôi, cách gập cách bung thôi. Đây các bác mở ra này, các bác thả ra này, các bác thả nhẹ tay thôi, thả nhẹ nhàng thôi. Cái này là thép căng đấy, thì khi đi săn đấy các bác thả nhẹ ấy là nó không phát ra âm thanh, con mổ nó không sợ nhá. Các bác thả ra này, các bác kéo khóa cửa sổ ra trước đi, tại vì khi mình dỡ ra ấy thì cái không khí nó sẽ lùa vào, nó làm cho cái nào nó tròn, là nó tròn nhá. Đó. Các bác kéo ra nhỉ, đấy con rú này đấy là thành bung thành cái nào tròn nhá. Đây, đây. Đấy là cái cách mở, các bác làm sao mở thật nhẹ nhàng thôi. Tại vì của bạn tại người, cái khung này khung thép, nó bung ra thì nhiều khi bung mạnh quá nó sẽ dạn nứt cái đường may này nhá. Thế này các bác là cái cách nó làm đây này, các bác nhìn đây. Các bác xem luôn, đó là cái khung thép bẹt rất là dai, có độ xoắn được nhá, độ xoắn được. Nó vòng tròn một từ đây này hai đầu nhá, còn cái đường lên trên này đường suốt thì hai đầu này nó gặp nhau bằng một miếng tôn này, miếng tôn này nó gặp nó bọc lại để nó nối hai đầu này vào với nhau. Đây miếng tôn nằm ở chỗ này, thì tại vị trí này ấy, là cái vị trí người ta cài vào nó có cái dây dính dán này để nó bảo vệ nó lấp lại, thì nó chưa dính chặt thì các bác ấn chặt nó lại nhá, bằng miết chặt lại, đấy, ấn chặt lại nhá. Đây chiều nào cũng vậy, bốn chiều nào đều giống nhau như thế, nhá, bốn chiều nào giống nhau như vậy. Là cái cách làm cái nào là như vậy. Thế rồi, đây các bác nắm được rồi là màu như thế này. Có ba cửa sổ, cửa chính có hai khóa, cao 1 mét, rộng 1 mét. Đấy, các tôi nói sơ lại thôi. Bây giờ tôi hướng dẫn các bác cái cách gấp đó. Các bác đã cái nào như này, tôi ấn bẹt xuống. Đấy, ấn bẹt xuống thì nó thành hình chữ V. Các bác khép vào, nó thành hình mỏng nha. Đấy, cái vải thừa này các bác ấn nó xuống đây cho nó gọn gàng này, ấn xuống. Và phía trên này nếu vậy các bác đặt ngược lên, ấn nó gọn gàng xuống nha, ấn gọn xuống. Rồi bây giờ là cái cách gập nhá, cách cuốn nhá. Đây, các bác làm một quen rồi ấy, thì các bác chỉ việc để cái đằng nhỏ xuống dưới, đằng to lên trên. Bác hơi tầm hai bên này, hai bên này các bác xoắn vào một cái. Đây là thành, em phải quay gần đây cho anh em nhìn được nhá. Đây, anh em làm quen rồi ấy, thì việc cầm hai tay này, hai bên này xoắn tròn lại, xoắn tròn lại như là xuống nhá, là sẽ thành. Đây, thế còn các bác nào mà chưa quen đấy thì tôi chỉ từ từ. Các bác xác định là hai bên này, đây là điểm giữa, đây là điểm bên trái, đây là điểm bên phải. Các bác cầm ra cân hai bên, một chân các bác ấn vào cái dưới, xong bác vít cho nó cong xuống nhẹ thôi. Các bác nhìn nhá, vít cong nhẹ nhá. Đây là cái bước đầu tiên này, vít cong nhẹ này. Bước thứ hai, bên tay phải này nhá, các bác kéo xuống ấn luôn này. Đây, tay trái đây vẫn giữ đây, tay phải ấn luôn này. Rồi ấn luôn này, và tay này lên bắt dìm cái này xuống để thành một cái vòng tròn, và đợi cái vòng này vào, các bác kéo vào lại. Đây nó cũng là thành. Đây, các bác làm từ từ, rồi quen tay rồi các bác cuốn tròn một cái là được. Đây tôi làm lại cho các bác xem này. Đây, các bác xem kỹ cho tôi nhá, xem kỹ cho tôi để biết cách làm nhá. Tay phải quấn xuống trước, tay trái đè xuống, cái vòng này bác ấn xuống đây, nó thành 3 vòng tròn, đã hoàn thiện. Rồi xin chào, chúc các bác thao tác thành công nhé. Các bác mua hàng thì mua đầu alo trực tiếp đến số điện thoại của shop. Xin cảm ơn.